Vương Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Vương Lan Cuộc Sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Hôm nay Lan sẽ đi quay tiến độ hôm giờ á, nhà của Lan làm được tới đâu rồi. Và hôm nay á, anh Vũ Sinh sẽ phản ứng như thế nào khi Lan công khai á, nợ tới 160 triệu. Và hướng giải quyết tiếp theo của Lan là như thế nào. Bây giờ cả nhà mình cùng xem nhà mới với Lan nha. Đây á, Lan quay mấy ngày trước rồi đó ông bà cô chú. Lúc này thì chưa có sơn chống thấm, nhà thì chưa có hoàn thiện luôn, nên là Lan chỉ quay sơ sơ thôi. Hôm nay Lan sẽ đi quay kỹ một tí. Hi, xin chào bà cô chú. Bữa nay đi đâu à? Bữa nay đi đâu? Chị gà lạc ạ. Chị xin mua bà đi sao? Tôi xin chị. Đây. Nữa. Khu của Lan ở là khu Cát Tường, khu Sinh. Ở đây đẹp nhất là phong cảnh mini 7 kỳ quan thế giới. Tối thì ở ngoài này nè, rất là náo nhiệt luôn ông bà cô chú. Còn đường này là đường đi vào nhà Lan. Mỗi ngày là một biến hóa. Bữa nay là nhìn là đẹp ra rồi. Tôi thấy được. Hôm nay thì cầu thang nhà Lan làm xong rồi nè. Ở đây á, để nó chặt cho nó sạch sẽ nè một chút. Hơi sao mà. Khi mà Lan đi lên cái cầu thang này nè, chị Thảo á, chị rất là kỹ lưỡng luôn đó ông bà cô chú. Chị dặn thầu á, xây cái cầu thang cho Lan là từ ở dưới đi lên, cứ điểm sanh lão bệnh tử, sanh lão bệnh tử. Và cuối bậc thang là hai từ sanh lão. Thật sự thì Lan rất là vừa ý. Hello, Lan xin chào ông bà cô chú. Hôm nay thì Lan qua đây á để dọn dẹp một tí nha cả nhà. Đây, dọn dẹp một tí, quá trời rác rồi ông bà cô chú. Ở đây là cái phòng sau. Phía bên đây á là vệ sinh. Và phía trước á là phòng phòng ngủ. Phòng ngủ phía trước. Đây, cô kêu đi sao. Đây là cô bụi lắm. Ủa cô cháu không? Hả? Nó vừa giống bụi vô hồ cháu không? Ở nhà này phía sau á là view, view lắm, lắm nông thôn nè đó, rất là đẹp nha các nhà, trồng lúa. Chuẩn bị ra ra phòng lên. Ủa, người ta đưa xe sao chị ạ?
sau bà đây. Vào đây. Thế là lại sau bà cho mọi người. Hai vợ chồng dọn xong rồi á, thì La cũng chỉ dọn sơ sơ thôi ông bà cô chú. Tại vì ở phía sau công đoạn còn rất là nhiều. Xong rồi bổ sinh á, đi xuống mua nước cho thợ để cho thợ uống trước khi đi về. Cảm ơn anh nha. Chị xin chào. Cảm ơn anh nhập dây. Chào thầy chị thôi rồi á. Anh chồng em kêu đi ra ngoài uống nước. Uống nước rồi làm. Chê chê là. Làm xong thì Lan với Bảo Sinh chạy ra đi mua ít đồ, như là mua bo rửa mặt nè, rồi những cái lặt vặt thôi. Lan thì Lan thích những cái kiểu như thế này, ông bà cô chú ạ. Lan cũng không có nhiều tiền, nên là Lan cũng chỉ mua một cái nó vừa xài thôi à cả nhà. Thôi xin chào bà cô chú. Cái chỗ này nó không có được sáng lắm. Ở cả nhà, thì hôm nay á, Lan lên đây. Cái thứ nhất đó là công khai nha, là Lan á, vừa cất nhà thì bây giờ là nhà của Lan á cũng đã thành công hơn một nửa rồi, chắc còn hai tuần nữa thì có tiền, càng sớm á thì sẽ càng sửa chữa này kia ở bên trong, trang trí ít nội thất thì có thể là để dọn ở được rồi ông bà cô chú. Và nếu như không có tiền á thì phải đợi một tháng hai tháng gì đó thì mới có đầy đủ nội thất để mình vào mình ở nha. Mình muốn vô ở thì những cái như điện nước này kia, rồi bếp, cửa, mấy cái đó là đèn là đã chuẩn bị hết rồi. Còn là trong toilet này kia thì La cũng chuẩn bị hết trơn rồi. Tại vì là mấy cái đó đó của chú là rất là quan trọng. Bây giờ nhà mình không có trang trí đẹp đi thì những cái đó đó mình cái đó mình cần xài. Nhà mình chưa trang trí thì những cái đó mình vẫn còn xài này kia cả nhà. Nên là Lan trước tiên là những cái gì cần thiết thì Lan sẽ làm trước, còn những cái gì không cần thiết thì Lan sẽ làm sau nha. Rồi Bảo Sinh, để Lan hỏi ý của Bảo Sinh là ở Việt Nam xây nhà như thế này anh ấy có vui không và cảm giác như thế nào nha một chút. Cái này Bảo Sinh này chơi như nè chưa phản sự chơi hàng đi cái chuyện rồi mấy ông mặc quần gì khác vậy chưa nè thấy xin đó anh học mà chưa từng mà đáng hơn nè chị muốn chơi như nè chưa chào anh chào từ mà lại đấy cái gì chào anh tham gia chơi sự đoán mà học mà chơi được khó khăn mấy mà chưa cù. Anh ấy nói là thợ ở Việt Nam mình á cũng rất là chăm chỉ và rất là chịu khó nha cả nhà đó, và anh ấy cũng rất là muốn ở Việt Nam làm rất là nói chung là rất là gì cứ như rất là vừa lòng đã xây cái nhà lên rất là vừa ý đó. Và hôm nay thì đang cũng công khai luôn là lên nợ chị Thảo là 70 triệu nha cả nhà. 70 triệu đó là chị Thảo chàng cho Lan, nhà đó thì Lan vẫn còn thiếu tới 160 triệu. Và hiện tại là đang thiếu, đang nợ chị Thảo lại 70 triệu. Thì cả nhà mình cũng biết rồi mà khi mà cất nhà đó thì những cái lặt vặt nó là sinh ra rất là nhiều thứ, nên là cái này thì mình không có thể kiểm soát được. Lúc đầu thì Lan cũng chỉ có chuẩn bị khoảng chừng vài trăm thôi đó, Lan nghĩ là mình sẽ đủ rồi, nhưng mà mọi thứ như lại đó là một cái căn nhà đầu tiên của Lan, nên là Lan muốn cái căn nhà đầu tiên ở Việt Nam của Lan nha. Tại vì ở Trung Quốc thì Lan cũng có một cái căn nhà trả góp rồi, nhưng đó không có độc quyền của Lan.
thì cái căn nhà này cũng coi như là cái căn nhà đầu tiên của Lan được sở hữu ở bên Việt Nam này, nên là Lan cũng muốn có cái gì đó nó cũng phải tươm tất một chút xíu, như là cái bồn cầu thì Lan sẽ lựa cho nó đẹp một tí xíu, nhưng mà nó không có được mắc đâu nha, cái bồn cầu vài chục triệu này kia mấy triệu hay là thì Lan không mua nổi nha. Cái bồn cầu nhà Lan thì chỉ mua có 1,3 triệu thôi cả nhà ơi, 1,3 triệu. Rồi cái bồn rửa mặt thì Lan thích cái dạng vuông á, cái dạng vuông như vậy thì khi mà mình vô á thì mình cảm thấy nó sẽ đẹp mắt một tí. Lan cái bồn tròn á thì nói chung là nó cũng tiện để mở cửa ra vô cho cái phòng nó nhỏ, nhưng mà Lan thích là cái bồn vuông, thế là Lan đổi lại cái bồn vuông vào kích thước nhỏ, thay vì là toilet của Lan ở dưới nó nhỏ, cái trên thì nó to đó, thì Lan chọn hai cái bồn vuông luôn nha. Và những cái như là lặt vặt thôi thì Lan muốn làm cho nó coi được một chút xíu, chứ cầu kỳ này kia thì Lan không có cầu kỳ cho lắm, tại vì bản thân của mình cũng không có tiền đó. Thì còn cái lên thang nè, cái đó thì chị Thảo đã bao hết cho Lan rồi. Còn cái cửa thì Lan cũng làm cho nó vừa giá tiền của mình thôi, tất cả cửa thì Lan cũng gắn vô trong đó hết khoảng 30 mấy triệu cả nhà ơi. Cửa trước, cửa sau, cửa trên lầu, cửa này cửa kia luôn nha, cộng lại là cũng có 30 mấy triệu. Nói chung là mỗi thứ một ít rồi cả nhà đó, thì cộng lại thì Lan thiếu tới 160 triệu. Tại vì bây giờ thì chị Thảo đang trả cho Lan hết 70 triệu, và thời gian tới là sẽ cố gắng để làm YouTube, và Lan sẽ cố gắng buôn bán hàng ông bà cô chú ủng hộ Lan với nha, như là Bảo Sinh cho ta cha chư sử và mình ý thiện tương si. Cảm ơn, xin chào tất cả. Ở đây có nhiều đồ phòng trọ, nhiều đồ đồ đều vừa mới về đây. Các bạn có thể đến thử một chút. Xin chào tất cả. Cảm ơn. Bây giờ thì Lan sau bố sinh là Lan đang mắc nợ đến 70 triệu và thiếu thốn tới 160 triệu. Các nhà xong thiếu 160 triệu thì xem là bảo sinh cảm giác như thế nào nhau một chút, rồi là có sợ không nhỉ? Bảo sinh, bố sinh dạy cho sinh là thì à chào chị, sis, hoa như nản tuần, rồi sau nè, thì xem là cái, chú xem là lạc hoa phải rồi mình bị, hãy dùng và hãy dùng cha là cái sư quan phải sư quan tua rồi mình bị, chị cái này chưa mới xem. Này còn trả 6万多. Ê. 啊怎么办法呢我那里还有点钱。嗯怎么你那里还有点钱啊没有钱那都在货里面都买货了还有钱。那你不相信吗有什么好生气的啊做房子呗做了不就住啊做房子啊那有什么好生气的。Trời ơi.做起来不就好了吗？慢慢还的。chồng tốt cả nhà, chồng tốt, chồng tốt. Đấy, thì Lan với Bảo Sinh cũng gán đâu mà cô chú. Lan bye bye mọi người. Bye bye mọi người.